Sân khấu đầu tiên của Suni Hạ Linh tại Trung Quốc có cố gắng nhưng không đáng kể. Ngó lại Chipu năm ngoái vừa lên sàn đã làm CNET dần dần vì nhan sắc quá lộng lẫy. Suni Hạ Linh với hai bộ đồ mở màn tối đen như mực, nhan sắc ngọt ngào bay biến. Lựa đại trong dàn Tỷ Tỷ cũng có người nổi bật hơn Suni Hạ Linh. Trương Dư Hi đẹp xuất sắc, tình cũ La Chí Tường mở màn cháy hết mức. Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì tập đầu tiên của Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng 2024 đã chính thức lên sóng. Dĩ nhiên, với netizen Việt thì điều họ mong chờ nhất chắc chắn là màn đầu bộ của Suni Hạ Linh tại chương trình này. Song mong đợi lắm thì thất vọng nhiều, nữ ca sĩ cứ chiêu thôi đã có màn chào đầu không mấy ấn tượng. Sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, ngọt ngào, Suni Hạ Linh lẽ ra nên làm bật lên cái vibe điềm muội của mình. Vậy nhưng không biết nghe ai, nữ ca sĩ lại chọn một đầm đen với thiết kế khá khó hiểu, trông vừa nặng nề, lại vừa dìm nhan sắc của cô xuống tận đáy. Cũng chính bởi tạo hình không được hút mắt, mà phần mở màn của Suni Hạ Linh tại Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng không được hoàn hảo. Cô dù có khả năng tiếng Trung khá tốt, giao tiếp được với các ngôi sao xứ Trung, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng để lại ấn tượng gì cho người xem. Không chỉ nỗ lực học tiếng, Suni Hạ Linh cũng đã rất đầu tư cho màn khởi động của mình ở trên sân khấu của chương trình. Ngay trong bài hát đầu tiên, nữ ca sĩ đã thực hiện động tác đu dây, khiến các chị đẹp ngồi bên dưới phải bất ngờ. Chỉ tiếc là màn đu dây này không đủ để giúp Suni Hạ Linh gây ấn tượng. Điểm đáng trách nhất là đại diện Việt Nam lại chọn cho mình bộ đồ đen trông rất tối. Khi thể hiện ca khúc Cứ Chiêu Thôi thì giọng cũng chưa được ấn tượng, dù cho khả năng ca hát của Suni Hạ Linh từng được đánh giá là hơn hẳn Chipu. So về hai màn chào đầu của Suni Hạ Linh và Chipu, dĩ nhiên nữ ca sĩ đóa hoa hồng hơn hẳn rồi. Xuất hiện với chiếc đầm đỏ nổi bật, lại có màn giật tà hoành tráng, biến hóa ngay trên sân khấu. Chipu năm ngoái không chỉ làm dàn Tỷ Tỷ phía dưới phải trầm trồ, mà CNET cũng được fan dần dần trước nhan sắc lẫn màn trình diễn của cô. Nhìn chung, màn chào đầu của Suni Hạ Linh tại Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng với người dễ tính thì tạm được, còn người khó tính thì chưa thực sự xuất sắc. Không rõ trong tương lai đoàn đội của Suni Hạ Linh có suy tính gì không, nhưng nếu cứ giữ phong độ nhan sắc thế này, lại thích lựa chọn những bộ đồ tối đen như mực thế kia thì có lẽ rất khó để Suni Hạ Linh gây ấn tượng được với dân mạng xứ Trung. Mặt khác, nói thêm về tập đầu của Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng, trên sân khấu đầu tiên đã có khá nhiều màn trình diễn ấn tượng, cũng có những mỹ nữ nổi bật, dễ dàng đánh bại Suni Hạ Linh. Luận về nhan sắc, Trương Dư Hi là mỹ nhân điển hình nhất trong chương trình năm nay. Bình thường cô đã đẹp rồi, khi lên sân khấu, hóa thân thành mỹ nữ cổ trang nữa lại càng thu hút khán giả hơn. Màn trình diễn của Trương Dư Hi tuy không có gì quá mới mẻ, giọng hát cũng vô cùng bình thường, song màn múa uyển chuyển, nhan sắc xinh đẹp 10 điểm không có nhưng đã giúp video biểu diễn của Trương Dư Hi thu về lượng tương tác khá lớn. Trong khi đó, choáng nhất sân khấu đầu tiên này là tình cũ của La Chí Tường, Chu Dương Thanh. Không chỉ có màn thể hiện giọng hát, Chu Dương Thanh còn mang đến vẻ ngoài xinh đẹp nhất của mình. Cô đã làm nhiều Tỷ Tỷ ngồi bên dưới phải trầm trồ vì độ choáng của mình. Một mỹ nhân khác cũng rất được mong chờ ở Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng 2024, đó là Trần Lệ Quân. Giống Trương Dư Hi, cô chọn một bài diễn theo phong cách cổ trang, khoe được cả nhan sắc lẫn giọng hát. Tuy bị dìm một chút, song màn thể hiện của Trần Lệ Quân vẫn là một trong những màn thu hút lượng người xem nhiều nhất, tương tác cực mạnh trên trang của chương trình.